Ford Việt Nam vừa chính thức ra mắt Ford Territory Sport, phiên bản mới nhất của dòng xe Territory. Thiết kế ngoại thất của Ford Territory Sport nổi bật so với các phiên bản còn lại ở hàng loạt chi tiết, được sơn đen như viền đèn sương mù, ốp viền đèn pha, ốp gương chiếu hậu, thanh giá nóc lưới tản nhiệt, vành hợp kim 18 inch và logo Territory Sport màu đen ở phía đuôi xe. Cách phối màu mới đem đến cho Ford Territory cái nhìn thể thao và cao cấp hơn. Bên trong cabin, Territory Sport sở hữu nội thất tông đen chủ đạo với ghế ngồi và khu vực điều khiển trung tâm được tạo điểm nhấn bởi sự kết hợp giữa hai tông màu trắng cam và họa tiết vân carbon đậm cá tính và hiện đại. Các đường chỉ thêu và chi tiết trang trí màu cam tràn ngập khoang cabin từ ghế ngồi vô lăng, bệ tì tay phía trước tới cửa gió điều hòa, hàng ghế sau tạo thêm điểm nhấn cho chiếc xe. Xe được trang bị động cơ EcoBoost 1.5 lít kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp. Gói công nghệ hỗ trợ người lái cao cấp Copilot 360 trên Ford Territory là điểm nhấn đáng chú ý với mục tiêu đem đến an toàn tối đa cho người lái và hành khách. Ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2022, Ford Territory đánh dấu sự trở lại phân khúc SUV hạng C của Ford tại thị trường Việt Nam. Xuyên suốt năm 2023, mẫu xe này liên tục ghi nhận doanh số tháng tích cực. Đầu năm 2024, chỉ sau một năm từ ngày ra mắt, Territory đã ghi nhận cột mốc hơn 10.000 xe được bán ra. Sự xuất hiện của phiên bản Sport một lần nữa thách thức tiêu chuẩn của dòng xe SUV hạng C. Territory Sport có 3 lựa chọn màu sắc ngoại thất gồm trắng, đen và đỏ. Xe được chính thức bàn giao tới tay khách hàng từ ngày 24 tháng 9 năm 2024 với mức giá bán lẻ khuyến nghị đã bao gồm VAT là 909 triệu đồng.